Theo thời gian và tuổi tác, khớp không ngừng thoái hóa gây nên các bệnh về xương khớp khiến cơ thể đau nhức và vận động khó khăn. Nguyên nhân chính là do sụn khớp hư tổn và chất lượng dịch khớp suy giảm. JEX chứa UC2 và các tinh chất quý từ thiên nhiên thúc đẩy sự hình thành và nuôi dưỡng mô sụn tại các khớp. JEX giúp giảm đau, tái tạo và nuôi dưỡng sụn khớp.